mà Bụi Đen hát trên một cái Thúy Nga Paris by Night rất đặc biệt. Cuốn này có tên là Devil's Life, gồm những nam ca sĩ được yêu thích nhất của Thúy Nga. Và Vũ sau khi ngưng hát Thúy Nga 7 năm thì đã được mời lại để hát trong chương trình đầu tiên, gồm những bài rất quen thuộc, hy vọng quý vị sẽ thích nha. Thank you. Giết người đi, giết người đi, giết người xong rồi sẽ tù. Giết người đi, giết người đi, giết người như loài bướm đong đưa. Giết người đi, giết người đi, giết người mơ, giết tình thơ, giết người trong mộng mơ. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàng. Những người ơi, sao người trong mộng vẫn hiện về? Những tình ơi, sao mình trong mộng vẫn say mê? Cho qua bao năm
hôm nay thế tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về, như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Hát với Vũ nha. Mười năm nhớ trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Ai còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói quá. Hồi nãy giờ Vũ hát bài đó để làm nóng quý vị thôi, tại vì Vũ biết ở đây là khán giả thích nhạc xưa nhiều hơn. Cho nên trước khi mà hát cái bài hát quan trọng nhất đối với Vũ ngay lúc này thì Vũ phải dụ quý vị bằng những cái bài nhạc xưa đó, đúng không ạ? Và Vũ hy vọng là một chút nào đã được chinh phục được quý vị.